Rồi, tháo bộ ép. Hai ngóc 12 ở đây. Đó, go 12. 14 nữa các bạn. Đó. Con kiệm đây. Rồi, mình tháo mình lòn bô cho bạn thấy nha. Tháo thì dễ, ai mới tháo mà lòn bô ra thì lòn từ từ thôi. Để lấy hiệu quả. Đó, tháo hai ngóc này trước. Đây là clip tháo bô các bạn, để phục vụ cho những cái clip mà tháo đầu lòng nha rồi đó. Đó, hai ốc nữa các bạn bỏ vô. Rồi mình tháo bên đây 14 nè. Đó, nhớ có hang lông đền các bạn, hang lông đền chịu cao su nha các bạn. Đó. Rồi. 12 dưới đây. Đó. Xong. Xong rồi bạn, bây giờ mình để mình treo máy lên mình lòn bô cho bạn thấy nè, lòn cái bô ra nè, lòn ra lòn từ không có dướng được các chân nữa bạn. Đó. À, để mình giật xuống dưới đi. Đó. Thôi bạn. Giờ. Đó, giờ để mình treo máy lại. Rồi, mình lòn cái bô nè. Dở lên cao nha các bạn. Đó. Rồi. Tháo bô ra các bạn.